Sông Bến Hải thuộc địa phận tỉnh Quảng Trị, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn đổ ra biển Đông ở Cửa Tùng. Chiều dài khoảng 100 km, lòng sông nơi rộng nhất khoảng 200 m tại vị trí cầu Hiền Lương, giới tuyến chia cắt hai miền Nam Bắc Việt Nam trong gần 20 năm. Nội dung cơ bản của Hiệp ước Geneva 1954 là sông Bến Hải, vị tuyến 17, được dùng làm giới tuyến quân sự tạm thời chia cắt Việt Nam làm hai miền. Chính quyền và quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tập trung về miền Bắc, chính quyền và quân đội Khối Liên Hiệp Pháp tập trung về miền Nam. Cầu có 7 nhịp, dài 178 m, được lát bằng 894 miếng ván. Theo Hiệp định Geneva, mỗi bên có chủ quyền 89 m cầu. Ba trăm ngày là thời gian để chính quyền và quân đội các bên hoàn thành việc tập trung. Dân chúng được tự do đi lại giữa hai miền, rồi sau đó sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước để thống nhất nước Việt Nam. Nhưng sau khi hiệp định thì kết quả là quân đội nhân dân Việt Nam lực lượng vừa giành được thắng lợi quan trọng trên chiến trường tập kết về miền Bắc. Lực lượng quốc gia Việt Nam, trong đó có những người mong muốn độc lập cho Việt Nam nhưng bác bỏ lý luận đấu tranh giai cấp và chuyên chính vô sản của những người cộng sản, theo quân đội Pháp tập kết về miền Nam. Quân đội Pháp dần dần rút khỏi miền Nam và trao quyền lực cho chính quyền quốc gia Việt Nam. Chính quyền miền Nam Việt Nam từ chối hiệp thương tổng tuyển cử tự do với lý do mà Tổng thống Ngô Đình Diệm đưa ra là không thể có bầu cử tự do với những người cộng sản. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam đã không bao giờ được tổ chức. Di cư năm 1954 là sự kiện xảy ra sau Hiệp định Geneva tại Việt Nam, bao gồm dòng người từ miền Nam tập kết ra Bắc và một dòng người lớn hơn với gần 1 triệu người di cư vào Nam. Trong điều 14, phần đi của hiệp định cho phép người dân ở mỗi phía di cư đến phía kia và yêu cầu phía quản lý tạo điều kiện cho họ di cư trong vòng 300 ngày sau thỏa hiệp đình chiến, chấm dứt vào ngày 19 tháng 5 1955. Trong thời gian đó thì có trên 1 triệu người dân từ miền Bắc đã di cư vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo và 140.000 người từ miền Nam tập kết ra Bắc. Theo tuần báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trong đó nhiều người ra đi vì lý do kinh tế và chính trị, họ là những người làm việc cho Pháp hay giới tư sản không có cảm tình với chính phủ Cộng sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam, bị lấy mất tài sản nên phải bỏ ra đi. Ngày 9 tháng 8 năm 1954, Chính phủ Quốc gia Việt Nam của tân Thủ tướng Ngô Đình Diệm lập phủ Tổng ủy di cư tị nạn ở cấp một bộ trong nội các với ba nhà đại diện, một ở miền Bắc, một ở miền Trung và một ở miền Nam để xúc tiến định cư. Thêm vào đó là Ủy ban Hỗ trợ Định cư, một tổ chức cứu trợ tư nhân giúp sức. Vì không có đủ phương tiện cho những người di cư vào Nam nên chính quyền Pháp và Bảo Đại phải kêu gọi các nước khác giúp chuyên chở và định cư. Phi cảng Tân Sơn Nhất trở nên đông nghẹt, tính trung bình mỗi 6 phút một là một máy bay hạ cánh và mỗi ngày có từ 2.000 đến 4.200 người di cư tới.
tổng kết là 4.280 lượt hạ cánh, đưa vào 213.635 người. Ngoài ra, một hình ảnh quen thuộc với người dân tị nạn là tàu há mồm, đón người ở gần bờ rồi chuyển ra tàu lớn neo ngoài hải phận miền Bắc. Các tàu thủy vừa hạ xuống, hàng trăm người đã giành lên. Các tàu của Việt Nam, Pháp, Anh, Hoa Kỳ, Trung Hoa, Ba Lan giúp được 555.037 người vô Nam. Vì số người di cư quá đông, Cao ủy Pháp đã xin gia hạn thêm 3 tháng, nên ngày cuối cùng thay vì là ngày 19 tháng 5 được đổi thành ngày 19 tháng 8. Trong thời gian gia hạn thêm, 3.945 người đã vượt tuyến vào Nam. Chuyến tàu thủy cuối cùng của cuộc di cư cập bến Sài Gòn vào ngày 16 tháng 8. Thêm vào đó còn tới 102.861 người tự tìm đường bộ hoặc ghe thuyền và phương tiện riêng. Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam, trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở miền Bắc đã bỏ vào Nam. Một ngày năm bốn cha bỏ quê ta, chôn đất chôn nhau, cắt rốn bao nhiêu đời. Một ngày năm bốn cha bỏ phương trời, một miền Bắc đình.